Xin chào tất cả bà con cô bác. Sau một thời gian tôi nghỉ xe hơi vì cái cổ họng nó cứ ho suốt quá các bạn nên không thể quay video được. Thì hôm nay đã trở lại. Không biết có lợi hại hơn xưa không nhưng mà đã trở lại cho các bạn về thể theo một cái lời yêu cầu của một cái bạn nào đấy đó. Yêu cầu tôi là làm cái này. Khi mà tôi lên video phát cái này thì cái đồng chí ấy sẽ subscribe cái kênh của tôi và theo dõi mấy cái video của kênh trên kênh tôi suốt cả đời nha. Hy vọng là đồng chí ấy giữ lời hứa. Không nhiều chuyện nữa. Đây, cái này là cái gì? Cái này gọi là quạt phun sương cầm tay mini nha các bạn. Cái đồng chí kia thì kêu mình làm cái quạt phun sương cầm tay mini gì đó. Thiệt ra cái này có rất là nhiều dòng sản phẩm luôn nha các bạn. Có rất là nhiều loại quạt phun sương cầm tay mini khác nhau luôn. Và mình đặt mua cái loại này. Thật ra là còn một cái nữa nha. Một cái loại to hơn khá khá của này. Thì hẹn cái video sau nha. Nếu mà cái này không đúng theo ý của bác. Rồi, cái video sau thì tính sau. Bây giờ tính cái này nha. Mở hộp nào. Đây, cái này em lấy đây. Ui, ở trong nó còn một cái hộp nhỏ nữa các bạn. Đây nào, đây nào, đây nào. Đây, hết rồi nha. Cho em này qua. Cái hộp nhỏ này là một cái sợi dây sạc nha các bạn. Ôi, cổng USB nè. Đây, nhân vật chính. Nhìn xuyên qua cái bịch ni lông thì ra một cái màu hồng khá là bánh bèo. Ui. Trên hình thì có vẻ là nó không có hồng lắm các bạn ha. Hơi hồng cam cam. Nhưng mà bên ngoài thì khá là hồng bánh bèo nha các bạn. Màu rất là hồng luôn. Đây là hướng dẫn sử dụng. Bỏ qua một bên. Đây, nhân vật chính. Đây các bạn. Đây, mở nó ra làm sao nè. Đây các bạn. Có một cái nút khá to. Thiệt ra không phải cái nút mà là một cái khớp. Mình đẩy nó qua. Ôi dạ. Đó. Nhìn ra thế này. Cái này là cái cánh quạt luôn nha các bạn. Thì nãy mình thấy có một cái sợi dây USB này thì có nghĩa là cái này đã xài bên sạc nha các bạn. Rồi. Hy vọng là nó còn pin. Đây, cổng sạc nè các bạn. Đây là cái nút nha mấy bà con. Bấm vào đây là em ấy sẽ quay. Cái cánh này khá là lạ ha. Nó lỏng lẻo như thế này nhưng mà khi mình bật lên thì nó sẽ quay tròn nha các bạn. Bật thử nha. Các bạn thấy không? Nó mát khá là nhẹ luôn. Đó. Có vẻ là mát. Mình đang ở trong phòng kín nha. Cái phòng quay video của mình nó là khá là kín cho nên mình cảm thấy nó hơi mát mát đó. Chứ thật ra mình thấy nó quay nhẹ lắm, không mạnh lắm đâu. Hình như là nó có nhiều mức gió. Mình thử bấm cái nữa nha. Đó, mạnh hơn rồi các bạn. Mạnh hơn rồi, mạnh hơn một chút. Rồi. Đây. Mình để cái quạt cách cái bảng mặt của mình khoảng chừng 40 cm thì nó mát thoang thoảng nha các bạn. Không mát mạnh lắm đâu. Và mới đây là cái mức số 2 nha. Còn để mình coi thử còn mức nào nữa không. Bấm phát nữa nha. Vô. Ôi đứng bè đó rồi. Ôi đứng luôn rồi các bạn. Nhìn sơ qua thì có thể thấy được cái chỗ này là chắc là cái chỗ phun sương thôi các bạn ha. Cái mạch phun sương nằm trong này nè các bạn. Đây là cái cầm tay. Chỗ này chắc là để châm nước vào để mà nó phun sương các bạn ha. Có cái nút cao su để mà khỏi tràn nước nè. Rồi. Rồi, cái quạt này có thể để bàn nha các bạn bằng cách bẻ ngược dòi máy ra sau như thế này. Rồi, đó, để như thế này nha các bạn. Khá là hay ha. Hoặc là có thể để như thế này. Buồn buồn chắc cũng có thể treo ngược cái máy lên các bạn. Đây, đây, đóng quy định vào đây và treo ngược ha. Cũng khá là hay. Ui, wow. Cái này nó ở phía dưới này, hồi nãy giờ mình không để ý phía dưới này có một cái cổng USB, có thể là cổng ra các bạn ha. Đây, theo mình nghĩ thì là sạc thì cắm vào đây. Cái này, đầu này cắm vào nguồn. Nhưng mà có thể là cái này sẽ sử dụng để mà sạc ra luôn các bạn ha. Để cái pin của cái quạt này có thể sạc ra cho các thiết bị khác các bạn. Ui, không biết cái pin của em ấy nó to như thế nào, nó nhỏ như thế nào, nó bé ra sao mà có thể sạc ngược lại, thấy hơi lạ đó nha. Rồi, thôi kệ đi. Lại nè. Vậy là em ấy... Tắt. Vậy là cái em hồng bánh mèo này chỉ có hai mức thôi nha các bạn. Một là mức nhỏ, hai là mức to. Còn cái mức phun sương là bấm sao thì chưa biết. Thôi, ráng chờ nha các bạn. Bây giờ mình kiếm nước đổ vào đây ha.
Rồi, vì cái lỗ này nó khá là nhỏ, mình chế vào có thể sẽ bị tràn, cho nên mình sử dụng cái này. Ôi, đừng có bác nào hỏi cái này là từ đâu ra nha. Mình chôm của con cẩu nhà mình đây. Đây là cái dụng cụ uống thuốc của nó. Nếu trên video tí các bạn có nghe tiếng ẵn ẵn, éo éo hoặc là chó sủa gâu 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 gì đấy thì vui lòng bỏ qua, đừng để ý nha các bạn. Tí nữa mình sẽ tải lỗi sau ha. Rồi, ok, bây giờ đi bơm nước vào đây nha. Rồi, đây, được một xi lanh rồi nha các bạn. Bàn này máy ra, bật nút, chế vào. Ui, mình cũng không biết là nhiêu đây có đầy nổi cái bình này không các bạn ha. Thì cứ châm đi, vào đi. Ui, đây, các bạn nhìn nè, chưa được nửa ống xi lanh mà nó muốn đầy luôn nè các bạn. Ui, tràn lên luôn rồi nè. Khoảng nửa ống xi lanh thôi, ống này. Ôi, bây giờ đóng lại nó sẽ văng một cái bụp. Thử nè. Ui, hút ra bớt thôi các bạn ơi. Rồi, cho chút tượng trưng vậy đi ha. Đóng nắp lại. Rồi thử có nhiễu nước không. Rồi, tạm thời thì không nhiễu nước. Rồi, bật lên thử nào. Đây là mức số 1 nha các bạn. Mát rất là thoang thoảng luôn. Mình để cách cái bảng mặt của mình khoảng 30-40cm đó mà nó mát rất là thoang thoảng nha. Mức số 2. Rồi, nó cũng mát mạnh hơn chút xíu nhưng mà thật ra cũng không quá mát đâu. Đây, mình sẽ sử dụng cái này để mà thử cho các bạn xem nha. Ui da. Ui da. Ui. Mình mới lỡ đụng tay vào nó chém một phát, mặc dù nó không có đau đâu nha các bạn, mình hơi giật mình một xíu thôi. Hơi bất ngờ một xíu thôi nhưng mà đụng cái chưa cho nó tắt luôn nè bạn. Đó, lạ ha. Rồi, giờ mới bật lại được nè. Rồi. Đứng lại. Rồi, từ từ, để tôi lấy cái này tôi thử cho các bạn xem nha. Đây. Mình làm cái tua ru này để các bạn xem rõ hơn cái mức gió nha. Cho một mớ em này, quàng bên đi. Có đồng chí nào đoán được mình làm cái tua ru này từ cái gì không? Đồng chí nào mà đoán được đầu tiên, đoán đúng đầu tiên, một đồng chí thôi. Có một món quà nhỏ nhỏ nha. Rồi, bây giờ cho em này đứng thẳng lên cái nào, vuông góc. Bật nút nha. Đây là mức số 1 nè các bạn. Thấy chưa? Cái tua ru này làm từ cái ni lông nó rất là mỏng nha các bạn. Và các bạn thấy nó quay nè. Nó quay khá là tượng trưng luôn. Mình để rất là gần nha. Bây giờ mở mức số 2 nè. Đó, mức số 2 thì nó mạnh hơn một xíu đó. Tại mình để khá gần ha. Mình để xe ra nè. Thấy chưa? Nó không bay lên hết được luôn các bạn ha. Đấy, cái chiều dài cái tua ru này nó chưa được một gang tay, khoảng như đây thôi, chừng tóc mấy hai tóc thôi mà nó vẫn không bay lên hết nè. Mình thấy cũng khá là mạnh đó nhưng mà không tới mức là rất là mát đâu nha các bạn. Cái tua ru không có bay mạnh lắm nè. Rồi, giờ thử cái phun sương nha. Ở đây qua bên. Rồi. Cũng hơi ồn á, các bạn có nghe tiếng e của nó không? Đó, e máy kêu e, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình kiếm đường mở phun sương coi. Ui. Mở phun sương sao ta? À, bấm hai cái nha. Mình bấm hai cái thì phun mở phun sương nha các bạn. Rồi, giờ vừa bấm hai cái. Rồi, tắt này, tắt này, tắt này, tắt này. Nè, cái phun sương nè. Cái phun sương này cái lực phun nó cũng khá là bằng với cái máy phun sương cầm tay mini hôm trước mình đã từng làm video các bạn nhớ không? Cái này nè. Đó. Này cũng khá là mạnh nè, thấy không? Nhìn như khói luôn. Bây giờ vừa phun sương vừa mở quạt nha. Ui, tắt rồi. Em máy mới tắt một chút xíu giờ mở lại. Vừa tắt vừa mở. Có nghĩa là khi mình phun sương thì em ấy sẽ với chế độ là tắt mở. Bây giờ mở nè, tắt nè, mở nè, phun sương nè, rồi ngưng, rồi lại mở. Quạt thì chạy liên tục nhưng mà sương, phun sương thì lúc tắt lúc mở, lúc tắt lúc mở nha các bạn. Đó. Dĩ nhiên có sương thì mình cảm giác nó hơi mát hơn một xíu đó. Rồi giờ bật lên chế độ mạnh hơn nha. Và khi chế độ mạnh hơn thì em ấy cũng như vậy nha các bạn. Cũng tắt mở xương nè. Rồi các bạn thấy cái xương không? Nó theo cái luồng gió mạnh của quạt nó thổi đi nè. Theo cảm quan của mình thì có
có vẻ là nó mát hơn nha. Có vẻ thôi chứ không có rõ ràng lắm, nhưng mà có vẻ là nó mát hơn là chế độ quạt bình thường nha các bạn. Phun sương mình thấy cũng là khá mạnh đó. Đó. Này, tắt nè. Mới quay chút xíu hụt xuống khúc nước thôi các bạn ha. Ôi, khi mình tắt quạt thì nó lại phun liên tục nè. Thấy chưa? Khá là hiệu quả ha. Thấy khá là hay, khá là hiệu quả đó, mặc dù là nó không có mát lạnh, không có mát rất rất, không có rất là mát, không có mát theo cái mong đợi của mình lắm, nhưng mà đối với mình về đây cũng khá là ổn rồi ha. Làm lại mở quạt cái nữa coi. Mở tốc độ mạnh nào. Có nghĩa là mình nhấc nhanh hai cái là nó sẽ phun sương. Còn bấm một cái tốc độ nhẹ, bấm hai cái tốc độ mạnh. Nhỏ cứ vậy thôi. Đài cũng khá ổn các bạn. Tắt nha. Rồi tắt phun sương luôn. Bây giờ có một cái chức năng mà mình khá là tò mò của từ em máy luôn. Dĩ nhiên cái sạc pin vào cho em máy thì em có gì lạ rồi. Bây giờ mình một thử kiếm một thiết bị USB khác để mà gắm vào cái cổng này nha. Chờ chút nha. Rồi đây các bạn có thấy mấy cái này quen không? Đó, những cái này mình cũng từng làm video rồi nha. Bây giờ sử dụng cái bóng đèn này chọt vào em này coi thử nó sáng như thế nào nha các bạn. Lên nè. Ồ, đây. Ui, rất sáng luôn nha các bạn. Sáng với cái mức bình thường luôn đó. Khi mà mình cắm cái em này và cái cục sạc dự phòng nó cũng sáng y như vậy luôn đó các bạn. Ôi, vậy là cái dung lượng pin của em này mình thấy cũng xài được ha. Giờ tắt thử cái đèn nha. Tắt thử cái đèn quay nha các bạn. Ồ, sáng trưng nè. Ui, thấy hết bình thường luôn nha các bạn. Mức độ sáng của em này khá tốt luôn. Rồi, bật đèn. Khá là bất ngờ luôn đó. Khi mình mua thì mình không nghĩ là nó có một cái cổng sạc USB ra nha các bạn. Rồi, em này qua bên. Giờ tới em này. Mình lấy quạt, cắm vào quạt. Coi thử nó sẽ như thế nào nha. Đây. Đó, cắm vào. Không có gì phải bàn cái nữa. Đây. Mình nghĩ các bạn mua em này thì nên mua thêm em này. Em này thì cũng không mắc tiền lắm đâu. Nhưng theo cảm quan của mình thì nó mát hơn em này rất nhiều luôn. Mát phải đối với mình phải gấp đôi gấp ba lần luôn đó nha các bạn. Giờ thử nè. Đó. Nè, rất mát nha. Quả qua kem tu ru vào nè. Thấy chưa? Đó, nó quạt em này bay tè le luôn nè. Thấy chưa? Để xe ra chút nè. Đó, để xe nó cũng bay rất là mạnh nha các bạn. Cái quạt này mạnh hơn. Ôi, em này mạnh hơn rất rõ ràng luôn. Còn em này thì được cái là phun sương nha các bạn. Bây giờ mình thử hết nội công của em máy luôn nha các bạn. Bằng cách là sẽ vừa cho chạy quạt này của em máy, vừa cho nó một thiết bị dù như là cái quạt hoặc cái đèn này vào đây. Và có thể là bấm phun sương luôn nha các bạn. Để coi thử xem là nó cái pin của em máy có chịu nổi hết cả mấy thiết bị như vậy không bạn ha. Để coi thêm máy như thế nào nha. Rồi bây giờ làm luôn các bạn. Dĩ nhiên khi mình gắm này vào thì em này sẽ chạy ngay. Đó, mình sẽ bị em này là chạy dễ nè. Dễ quan sát nha. Đây. Đó, em này thì khá mát rồi. Bây giờ mình sẽ mở quạt nha. Cái mức độ quạt của em phía trên này vẫn như cũ nha các bạn, không bị yếu đi nha. Bây giờ mình mở mức số 2 nha. Cả hai em cùng một lúc thì càng siêu mát luôn nha các bạn. Ôi, em này cũng mát nè, em này cũng rất là mát luôn nè. Cái dòng điện của cái em ở phía trên này vẫn ok nha các bạn, không có bị yếu đi nha, chạy rất tốt nè. Bây giờ hành hạ thêm máy thêm chút nữa bằng cách cho phun sương luôn, coi thử như thế nào nha. Bấm hai nút nhanh nè. Đó. Đây. Kiểm tra coi. Wow. Cái mức độ quạt của em này, quạt của em này và cả cái phun sương luôn đều như nhau nha các bạn, đều như cũ nha, không bị yếu đi nha. Vậy là cái nguồn pin của em này mình thấy cũng khá là ổn luôn á. Mình chưa tháo ra thì không biết được bên trong là viên pin to nhỏ như thế nào, nhưng mà mình ban đầu mình thử này thấy là khá là tốt các bạn ha. Còn cái chuyện mà xài được bao lâu thì cũng không biết luôn nha. Như này là bạn thấy xem nó phun sương nè, cũng khá là ok như ban đầu luôn, không có vẻ là yếu đi nha các bạn. Quạt khá mạnh luôn. Khi vừa có cả hai quạt mà vừa có cái phun sương luôn nè các bạn, thì mình thấy có vẻ là nó mát rất rất là mát nha các bạn. Mát hơn ban đầu khá nhiều luôn. Rồi thôi,
Rồi, rút em này ra. Một em. Bây giờ thì mình thử cái đèn luôn nha. Thử đèn vào còn thử. Ô, cái đèn thì nó hơi ngược ngược nha các bạn. Mình phải xoay cái mặt đèn vào trong mới được nè. Đó, xoay ra ngoài không được rồi. Đây. Đó, độ sáng vẫn ổn nè. Độ sáng vẫn như cũ nha. Phun sương vẫn tốt nè. Và cái quạt trên cũng rất là mát nha mọi người. Vẫn rất là mát, mát như bình thường luôn, không bị không có vẻ là yếu đi nha các bạn, như lúc ban đầu luôn đó. Rồi, vậy đi. Tắt 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 tắt, tắt sương. Rồi, nhìn lại, vậy là cái dòng pin của máy khá là ổn các bạn ha. Nãy giờ mình thử cũng hết luôn, coi như là hết công lực của máy luôn á mà vẫn chạy vẫn ok. Bây giờ thử thêm một phát cuối cùng nữa. Về cái pin của máy, thử thêm một phát cuối cùng từ cái khả năng mà cung cấp điện ra nè các bạn, cung cấp cái dòng ra nè thì mình sẽ sạc điện thoại luôn. Dĩ nhiên không có hy vọng là em này sẽ sạc được đầy một cái điện thoại, chỉ coi thử em ấy có sạc được chữa cháy được phần trăm nào không là ok rồi các bạn ha. Rồi bây giờ ui cái nhỏ vài giọt nước nè, chắc là từ chỗ cái phun sương hồi nãy ha các bạn. Chỗ này nè. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này cắm vào rồi sạc điện thoại thử như thế nào nha. Để lấy cái điện thoại đã. Đây các bạn, lấy cái điện thoại nè nha. Ồ các bạn nhìn thấy nè, đây 97% nha. Bây giờ mình sẽ cắm vào xem coi thử có sạc được không, mà có lên được phần trăm nào không nha các bạn. Đây, cắm vào rồi nè các bạn. Đèn đỏ lên là đèn sạc là báo nó sạc nha các bạn. Đây pin cũng sạc nè. Ui. Ồ, nhưng mà nó báo là sẽ sạc chậm nha các bạn, không có sạc nhanh được mà phải là sạc chậm. Ok. Có hình dấu sét đang sạc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ thử coi nó có lên được 98% không, và thử bao lâu được lên được 98% nha các bạn. Rồi, chờ chút nữa nha. Rồi đây nè các bạn. Từ nãy giờ là khoảng 5-6 phút rồi các bạn. Hồi nãy những cái đồng hồ là khoảng lúc 4 giờ 59 đó. Bây giờ là 5 giờ 05 rồi mà 97% rồi các bạn. Nên là cái này mình sạc rất là chậm luôn, mà nhiều khi mình biết nó có lên được 98 không nữa, mà cực kỳ chậm nè. Nãy giờ là 5-6 phút rồi mà vẫn không lên được 1%. Mặc dù là cái điện thoại này mình tắt hết cái sóng luôn các bạn, chỉ để cho độ máy bay thôi đó, mà nó vẫn không lên được. Ôi giờ là khoảng 7 phút rồi nè, 6-7 phút rồi mà vẫn không lên được nha. Rồi đó, mình nghĩ là cái ống USB ra này nó chỉ làm có để mà có thể sử dụng một số thiết bị nhỏ 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 thôi, chứ còn để sạc điện thoại thấy bộ hơi phiêu lưu mạo hiểm nha các bạn. Và một cái cuối cùng nữa, và có một cái bác nào đó yêu cầu mình là bỏ thử cồn á các bạn. Bỏ thử cồn vào cái máy phun sương, hôm bữa mình có làm cái máy phun sương cầm tay mini á. Đó, bỏ thử cồn tới phun như thế nào. Thì cái này mình nghĩ chức năng nó cũng giống giống như cái đó, cái phun sương á. Thì bây giờ sáng đó mình lấy em này mình phun sương luôn ha. Bây giờ mình đổ nước của em này ra, sau đó mình sẽ đổ cồn vào coi thử em máy phun sương như thế nào nha các bạn. Vô đi đổ nước ra nha. Rồi mình đổ nước rồi nè. Bây giờ mình sử dụng cái ống này để mà lấy ít cồn đổ vào đây nha. Chờ chút nha các bạn. Rồi này các bạn, có cồn rồi, cho vào đây nha. Cho gần đầy luôn nè, đóng nắp lại. Rồi, đóng chặt nắp rồi. Bây giờ thì bật cái máy lên, bấm nhanh coi thử nó phun cồn được không nha các bạn. Đây, vẫn phun tốt nha. Thấy không các bạn? Vẫn phun tốt nè. Rồi, thấy chưa các bạn? Rồi, thật ra thì cái cồn này của mình á, không chỉ là cồn đâu nha các bạn. Tại vì đây là cái nước rửa tay. Trong nhà mình hiện không có cồn nguyên chất, cho nên mình sử dụng cồn 90 độ và mình pha thêm các thành phần khác nữa để thành nước rửa tay. Trong đó có glycerin, oxy già này kia đó, theo công thức của WHO nha các bạn. Chứ không chỉ là cồn đâu, nhưng mà trong này là cồn cũng là chắc cũng khoảng từ 70 độ trở lên rồi các bạn. Và cái phun rất là tốt luôn nè. Phun y bình thường như nước luôn nha. Đấy, tắt nè, mở nè. Rồi, mở quạt luôn nè. Cái này có thể vừa để phun như đây để khử khuẩn mà vừa để mát không ta? Có vẻ là được, mát được đó. Còn cái chuyện mà để có khử khuẩn có hiệu quả hay không thì không biết nha, tôi không biết. Các bạn tự nghiên cứu nha. Thôi tắt đi. Bây giờ tới cái màn banh sáng cái máy, đổ hết cái cồn này ra rồi kiếm cách banh cái máy ra các bạn ha. Chờ xíu nha. Rồi đây các bạn, mình đã đổ sạch hết cồn nước trong này ra hết rồi nha các bạn. Bây giờ chỉ có cái là tìm cách mở máy ra thôi. Nãy giờ mình cũng ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, ngó trên ngó dưới rồi vẫn không thêm con ốc nào hết. Có nghĩa là em này đa số là có thể phải nảy mấy cái khớp rồi nha các bạn. Thấy không? Bây giờ thử kiếm đường nảy ra thử nha các bạn. Ui, mình định rút thử cái cánh quạt ra trước nè. Đó, định rút thử cái cánh quạt ra trước thì nó bung chỗ này ra luôn nè các bạn. Đây. Đó, nó
nó hơi bung cái khớp này ra luôn nè. Bây giờ mình sẽ lấy một cái gì đó mình để vào, mình lách nó ra từ từ xem sao nha các bạn. Định mở cái này mà mở cái này không được nè. Mở cái nắp này ra trước, cái nắp này khá là cứng luôn nha các bạn. Không ra được luôn. Đó, bây giờ mình sẽ thử lại chỗ này ra xem. Rồi, lấy cái quạt được không? Này nó hở khá to luôn nè. Đó, mình sẽ đưa một cái gì vào mình lách lên từ từ ha. Rút được cái quạt ra này các bạn. Khá cứng nhưng mà mình rút mạnh nó vẫn ra ha. Đây, giờ tiếp tục nãy nha. Rồi. Đây. Xong hồi nãy tất vật vã thì ra hết rồi nè các bạn. Đây, cái nắp đậy của nó ra rồi nè. Ôi. Cái nắp phía trên nè. Đây, bộ phận chính nè các bạn. Cái motor quạt đây là bộ phận chính nha. Đây, có viên pin nè. Viên pin cũng khá lớn so với mấy cái thiết bị trước đây mình từng ấy nha các bạn ha. Mấy cái quạt trước thì nó nhỏ nhỏ thôi, đây viên pin cũng khá lớn nè. Rồi, đây có một cái mạch nè các bạn. Đây là cái bình nước nè các bạn ha. Bình nước để mà đựng nước để cho cái phun sương đó. Đây, mình thấy có mấy con ốc nè, bây giờ mình dặn mấy ốc này ra nha. Rồi, mình tháo hết mấy ốc rồi các bạn. Đây, bây giờ cái này, cái mạch của nó nè. Đó, đây là cái mạch chính nè. Có một cái mạch này thôi. Cái viên pin có thể tháo rời nha. Đây, viên pin mình có thể tháo rời nè. Nó có cái rắc cắm mình có thể tháo rời nè các bạn. Rất dễ dàng luôn. Ở đây, motor lòng thòng. Rồi, rút cái này ra. Rồi, ra rồi nè. Cái bình nước nha. Nó bị dán cái miếng decal trước nè. Ui, nó có gì rồi. Nè, dán cái miếng decal cho nên nó bị dính chỗ này. Rồi, cho em này qua đây. Ui. À, rớt cái nút nha các bạn. Đây là cái nút bấm nè. Vào luôn. Bộ phận chính, bộ lò lòng của em ấy. Nắp có cái ron luôn nè. Đây, bồn nước nha. Đây. Bộ phận phun sương. Cái vi mạch phun sương nè các bạn. Đó. Cái bình nước nè. Nước nó sẽ chảy xuống một cái lỗ bự này nè. Rồi cái lỗ này nó sẽ tiếp nước vào đây. Để cho cái vi mạch phun sương này nó phun ra đây. Rồi, chỗ này thì có cái ron để cho không bị chảy nước nha. Đó, đây các bạn, đầy đủ ha. Motor nè, mạch nè, cổng USB nè, mạch phun sương nè, bình nước nè. Rồi hết rồi nè. Toàn bộ là như vậy nha các bạn. Rồi, cấu tạo cũng khá ok ha. Sử dụng mình thấy cũng khá là đa năng luôn. Nhỏ gọn, cầm tay rất là tiện lợi luôn. Cái pin này thì nó không ghi rõ nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Không hề có một cái thông số, một cái chữ gì trên cái pin luôn. Mình cũng không biết nó là bao nhiêu mAh. Nhưng mình cảm giác là thấy nó cũng xài cũng ổn ổn á. Còn cái thời gian xài được có lâu hay không thì cũng chưa thử, chưa biết được nha. Bạn nào đã từng thử rồi mà có thể biết được rồi thì comment phía dưới cho tôi biết nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi giờ phút này. Các bạn thấy hay cho xin like nha. Còn đồng chí nào mà có muốn mua cái sản phẩm này á thì vui lòng xuống phần mô tả nha. Tôi sẽ để một cái link nơi mà tôi mua cái sản phẩm này cho các bác tham khảo, vào có thể vào đó mà mua luôn nha. Tôi không có quảng cáo cho ai hết nha, chỉ có để link cho các bác mua hoặc là vào tham khảo cho nó dễ thôi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Bye bye.